nay cũng có duyên lần được Phật pháp, mà cũng là ngày 17 tháng Giêng, và của ngài trong ngày trước sinh, thì cũng có nhân duyên có sư Phật tử chính chủ rồi cầu siêu cho ông Quỳnh Ngọc Hà từ tầm ngày 30 tháng 11 năm 2002 lúc 5:20 hưởng thọ 65 tuổi. Cũng như con là Quỳnh Ngọc Hà Giang, năm 36 tuổi, mẫu thân chết dưới biển vào ngày 1985. Và cô Ôn Kim Liên, pháp danh là Diệu Liên, lâm chung ngày 17 tháng Giêng năm 2002, hưởng thọ 54 tuổi. Cũng như ông Nguyễn Văn Lân, mất ngày 18 tháng Giêng năm 71, hưởng thọ 32 tuổi. Và cậu Lý Chính Nghĩa, 19 tuổi, pháp danh Tuệ Tâm Đạo, mất ngày 26 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Ngọ. Đó là những hương danh mà sư tính chủ đã nhờ cầu siêu mới có cái buổi cúng trai tăng hôm nay. Thì cũng có sư Phật tử đọc kinh cầu an và cầu siêu về xong, sau đó sư tăng có đọc bài kinh xuất thí. Mục đích đầu tiên là cầu nguyện cho các hương danh mà tôi vừa đọc trên nói riêng, và tất cả chúng sanh trong pháp giới sẽ âm được siêu, người duyên được nhẹ nhàng thơ thới vậy. Thì buổi cúng như vậy tạm là viên mãn, nhưng theo cái truyền thống của khất sĩ thì chúng ta có cái buổi nói pháp là quan trọng nhất. Một là cầu an cầu siêu cai tăng cho những người còn sống, tức là sư Phật tử hiện tại đây. Còn thứ hai nữa phụ là cầu cho những người chết, những hương linh mà chúng ta vừa đọc đó. Bởi vì tôi nói phụ đây tức là làm một cách mơ hồ, không có rõ ràng lắm. Còn chánh đó là chính sư Phật tử hiện tại người tại đây. Vì đây có thân, có sắc thân, có dữ giới và có sự hiểu biết, và có sự giảng pháp truyền thọ thẳng giữa tôi và sư Phật tử. Thì sư Phật tử siêu hay là an là tại bây giờ, hiện tại tại đây. Thì đó là cách thực tế. Ví dụ chúng ta chưa từng tu, chưa từng giữ giới, chưa từng đi chùa, hôm nay nghe sư giảng bắt đầu mình thọ năm giới, giữ năm giới, là ăn 10 ngày chay, không trộm cắp, không tà dâm, không đi nhậu nhẹt nữa, không uống rượu và không nói dối. Thì bắt đầu từ cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula mình siêu lên cõi trời dục giới. Thì chúng ta thấy chúng ta an ổn. Thì xưa thì về đánh vợ đánh con, chửi vợ chửi con, làm tùm lum hết, phá những lưới toán. Thì bây giờ không còn trạng thái đó nữa. Như vậy là an ổn. An ổn chính cá nhân mình khỏi bị bệnh gan, bệnh phổi, khỏi đi ngà xương, và an ổn cho vợ con trong gia đình. Đó là nhờ từ địa ngục ngạ quỷ, không có giới nào hết, mình siêu lên năm giới. Thì chúng ta thấy rằng rất là thực tế, rất là thực tế. Còn những dân linh thì cầu cũng được, nhưng mà sư Phật tử có biết cái dân hồn đó đã đi siêu, đã đi tái sanh chưa, đi đầu thai chưa? Nếu đầu thai rồi đây mình cầu giấy ích lợi gì? Mà nếu mà ta về cực lạc, mà ta sinh về cõi trời, là ngồi trên đó ta ngó xuống ta cười. Còn nếu xuống địa ngục ngạo bị xuất sanh nó thì khó mà cầu. Còn cái thân trung ấm thì kết quả đấy. Mà thân trung ấm thường thường theo kinh Phật dạy đó thì 7 bữa là đã đi tái sanh một lần. Còn 7 bữa không qua nữa thì tới 2 cái 7 là 14. Rồi 2 cái 7 chưa có chủng tử, chưa chín mùi nữa thì 3 cái 7 là 21. Rồi 4 cái 7 là 28. Rồi 5 cái 7 là 35 ngày. Rồi 6 cái 7 là 42. Rồi 7 cái 7 là 49. Thì buộc lòng phải đi đầu thai thôi. Còn nếu không nữa là ngoại lệ. Là trường hợp có vấn đề thù quá và có vấn đề quan trái rất là khắc nghiệt nhau mà chưa trả được thì trong hồn này bị ngu si, vì không hiểu đạo, cho nên cái thù quán này nó quá không căn cố đế, thì những cái dông linh này không chịu đi đầu thai, quyết trả thù cho được. Nhưng mà đối tượng của mình trả thù vì biết sám hối, biết ăn năn, cố gắng tu tập, cố gắng giữ giới, thì chư thiên bao quanh người đó. Mà chư thiên đó bao quanh người đó, cái vị thiện thần đã ủng hộ người đó, thì không thể nào mà mình trả thù được. Cũng như có lính gác cửa vậy đó, thì không thể nào trả thù được. Thành ra mới theo mãi, đợi người đó có một niệm sơ hở, hoặc là giữ giới không chín chắn, hoặc là ăn ngủ dị thân, hành hạ tỏi nán chịu ngò, thì các chư thiên này hôi quá chịu không nổi bỏ đi. Thì bây giờ những cái quỷ ma xứ, những ma, những cái quan hồn bắt đầu lên rồi nọ. Đó là trong kinh thường giảng mà tôi học trong YouTube tôi thấy như vậy. Nhưng cái đó chỉ là cái tánh vẽ, cái sự hiểu biết.
như mơ hồ thôi. Chỉ có vị A-la-hán đắc quả rồi đó thì cái hiểu biết nó đúng đắn hơn. Thành ra tôi mới nói là vấn đề cầu an cầu siêu mà cho người chết đối với tôi là rất là mơ hồ, rất là mơ mà tôi không có quan nghĩ lắm. Nhưng mà tôi cầu cho người sống thì tôi rất vui, bởi vì tôi thấy rất là thực tế, rất thực tế. Tôi giảng rất rõ ràng, là người sống có xác thân, có xác thịt thì mới giữ giới dễ dàng. Còn khi chết rồi cái xác thân không có, chỉ có cái thân trường ấm thôi. Còn cái xác thân, cái thân trường ấm là không có, thì lấy cái gì mà giữ giới? Thành ra rất là khó tu. Thì nghe cái bài pháp hôm nay có thể chỉ đầu thai mang xác thân hậu ấm. Còn nếu về cực lạc nữa thì tôi khỏi lo nữa, Phật A Di Đà lo hết. Và một người giảng sanh về cực lạc là một thành, một người thành Như Lai. Tôi dùng chữ Như Lai chứ không phải là A-la-hán. Thì chúng ta hiểu là cái giảng sanh về cực lạc của Phật A Di Đà rất là tối ưu quan trọng. Tối ưu quan trọng. Thì ở đây tôi nhắc nhở một điều là thường thường chúng ta rất thương tiếc những người chết. Hồi lúc sống thì chúng ta không thương tiếc lắm. Nhưng tôi nói là hãy gần nhau thì nó sanh đôi lời và không ít có nhớ ơn. Rồi khi chết thì chúng ta mới thấy mình cô đơn, mới thấy mình trống trải, thì bắt đầu thương mình, thì mới nhớ tới người chết. Người chết xoa dịu, làm cho mình an ổn, làm cho mình không thấy cô đơn. Thành ra khi người chết mất đi thì từ cái tướng đi người chết, từ quần áo người chết, từ cái giường người chết, thì cái chỗ ăn chỗ người chết, mình thấy là nó thiếu một cái gì. Nhất là cái đó là người mẹ của mình nữa. Đừng đảm đang như nãy có cô gì đọc đó là mẹ sau khi mà cái tiếp thu rồi cuộc sống rất là khó khăn, nghĩa là có thể những cái trở ngại đó gia đình không vượt qua được, nhưng người mẹ phải gan tay lãnh hết. Thì bây giờ người mẹ mất đi chúng ta cảm thấy cô đơn, thì câu nói là chúng ta nghĩ sâu chúng ta thấy cái gì, thấy cái gì trong đó. Chúng ta hồi hộp thì chúng ta thấy là mình thương mẹ, nhưng mà nếu theo đạo Phật chúng ta đi sâu nữa đó thì mình không có thương mẹ đâu, mà mình thương mình thì đúng hơn. Mình thương mình thì đúng hơn. Bởi vì người mẹ vắng đi mình thấy cô đơn, thiếu người che chở. Nếu mà trường hợp lúc đó là không có mẹ thì mình làm sao? Mình phải đầu tắt mặt tối, mình phải dầm sương giải nắng, mình phải chịu cực để mình kiếm từng miếng ăn. Bây giờ có mẹ, mẹ che chở hết. Mất mẹ thì mình cảm thấy trống trải, cô đơn, cũng như gà con mà lạc mẹ vậy. Như vậy thì mình có thương mẹ thật sự không? Cái thương mẹ chỉ là cái đỡ cho mình thôi, đỡ che mưa cho nắng cho mình, cho cái bản ngã của mình. Vậy thì mình thương mình là thật thôi. Còn thương mẹ chỉ là một cách nó che chở trớ vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy luôn luôn là có cái bản ngã che trong đó. Chúng ta khóc mẹ, chúng ta thương mẹ. Có người thì hồi lúc mẹ còn sống, có nói người khác đấy, không phải ở đây. Ai mà có thì nên nhớ là còn sống thì không có hiếm. Muốn ăn, đồ mặc, thức uống hay là bệnh hoạn mẹ mình không nhớ tới. Đợi khi mẹ chết mất rồi thì mới khóc buồn lưu vừa lo, nước mũi nước giải tùm lum, đầu tóc cỏ tùm lum, tỏ rẻ cho người ta biết rằng mình có hiếm. Nhưng mà những người lối xóm là con mắt người ta nhìn sâu chút cho thấy nó còn nó bất hiếm, nó làm bộ vậy thôi. Tới lúc mẹ nó sống nó không có săn sóc, không có nâng đỡ gì hết. Tới từng chết nó làm bộ nó khóc, nó la cho lớn, khóc như kể như đám ma. Cái thường nó thương dai khóc mướn chứ không có khóc thật sự. Tiếng khóc như tiếng qua lại, chỉ có chiều dài mà không có chiều thương. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói một sự thật, thì sự thật sự cố gắng. Thì sự thật là chúng ta phải bước qua con đường bát nhã. Mặc dù cái tình thương của chúng ta là nó đúng chứ không phải sai, nhưng nó nằm trong vấn đề lẫn quẩn, nằm lên cái vấn đề cái tình của người trời. Mà Đức Phật sanh ra đời không phải đưa chúng ta vào cảnh giới trời, cảnh giới hạnh phúc, cảnh giới sung sướng an nhàn của cõi trời. Đối với cái đau khổ, mà Đức Phật muốn chúng ta vượt thẳng cái khổ đau và cứu thẳng cái hạnh phúc đối đãi tạm bợ để đi tới giải thoát. Đạo Phật là đạo giải thoát. Thành ra hôm nay tôi muốn nói tới vấn đề giới cấm thị. Là phần thứ hai của bậc thánh thứ nhất là nhập lưu. Trong đó có ba cái nguyên vấn. Mà khi mình thấy được cái bình đẳng, thấy được cái bản thể của tất cả mọi hiện tượng sai biệt đều phát xuất từ cái bản thể vô sai biệt này. Thấy được cái vô sai biệt này là chúng ta bước vào dòng thánh, tức là bước vào cái dòng chấm dứt hẳn luân hồi sinh tử khổ. Bước vào cái tình thương rộng lớn, cái tình thương thật sự. Cái tình thương này không còn đối đãi với cái sự ghét, ganh ghét,
với cái sự xấu xa bất hạnh nữa, mà tình thương này làm cái hạnh phúc tuyệt đối không có đối đãi nữa, thì cái đó nó đi ngược với cái tình cảm mà thương đối với ghét. Còn ở đây tôi thấy đa số chư Phật tử đứng cầu an cầu chi là khóc lóc cho mẹ, mà quên rằng mình có vô số mẹ, mình có vô số mẹ. Cái này thì khó hiểu đấy. Thành ra Đức Phật mới nói rằng trong chúng sanh, trong sáu đường. Sáu đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, cái heo, chó, gà, vịt, đều là cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra chư Phật tử phải hiểu cho rõ vấn đề sinh tử. Mình hôm nay mình ngồi đây, mình mang thân người, mình được nghe Phật pháp, tức là mình đã tiến hóa nhiều đời lắm rồi. Mình từ địa ngục là đất đá lên tới cỏ cây, heo là ngạ quỷ, rồi đi đến chúng sanh là loài thú nhỏ, trùng, dế, kiến, rồi đi đến gà, vịt, heo, chó, sư tử, cọp beo, lên tới người. Rồi người không giữ giới đi tới người giữ ba giới, hôm nay giữ năm giới, tức là chúng ta có một cái căn, một cái gốc rễ rất là thông thông. Chứ không dễ gì giữ năm giới đâu, không dễ gì ăn chay tháng 10 ngày đâu, có người một ngày cũng không được nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã từng là heo, chó, gà, vịt. Thành ra tất cả những heo, chó, gà, vịt đều là cha mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp. Thành ra hôm trước tôi mới giảng đầu tiên của ngày Tết. Và tôi giảng về vấn đề giữ giới ăn chay. Năm giới mà tôi mới giảng có giới sát sanh và giới trộm cắp từ hết giờ. Nhưng mà cái lối giảng của tôi đó là lối giảng cho người mẫu giáo, cho đứa bé mẫu giáo. Tức là cái lối giảng linh lý và đạo đức. Cái đó không phải là sai, nhưng mà nó không đưa tới giải thoát. Nó đưa lên chúng ta vào các cõi trời, các cõi tốt lành, các chiều vàng để trói cột chúng ta vào cái vấn đề luân hồi sinh tử, vào cõi tốt. Nhưng mà nếu không qua cõi trời, không qua cái chiều vàng, không qua cõi tốt đó, thì chúng ta không vượt khỏi cái xấu với cái tốt, cái thiện với cái ác. Thành ra đạo Phật không phải là một cái đạo thiện, một cái đạo tốt để mà trừ đi cái đạo xấu, đạo ác, mà là siêu vượt cả thiện ác. Như hôm trước tôi đã có một cái ví dụ mà chư Phật tử từng nghe đấy, cái ví dụ rất ngắn mà rất rõ ràng, rất thông sâu sắc. Đó là tôi nói ví dụ lấy đất mà nắn ra cái chén méo và cái chén tròn tốt lành. Thì chúng ta thấy trên hình tướng đó thì cái chén méo này là không có giá trị, xấu xa, chúng ta không thích. Còn cái chén tròn chúng ta thích. Đứng trên phương diện hình tướng là như vậy. Nên đứng trên phương diện bản thể của đất rồi, thì cái chén méo và chén tròn nó bình đẳng nhau, bằng nhau. Thành ra chúng ta phải nhận chúng ta là đất, đừng nhận chúng ta là chén. Tôi lấy đất, tôi nắn ra người ta, nắn ra quý ông quý bà, nam nữ, nắn ra tịnh xá, nắn ra trâu, bò, heo, chó, gà, vịt. Thì chúng ta nên nhớ rằng trước chúng ta cũng là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, chúng ta tiến hóa lên người, cái trời. Thì tất cả trâu, bò, chó, gà, vịt, heo nó cũng có thể là cha mẹ của chúng ta trong nhiều kiếp. Nhưng mà dầu trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, dầu cho người ta, dầu cho tịnh xá, dầu cho trùng dế, dầu cho cỏ cây, thì cũng đều từ đất mà phát hiện ra. Như vậy chúng đều có một cái bình đẳng, có một cái thật tánh, có một cái niết bàn, đó là đất. Mà niết bàn là đất thì vô hình tướng. Mà chính cái vô hình tướng này cho nên cái tư tưởng chúng ta phải nặng ra vô lượng hình tướng, tùy theo cái nghiệp sáng suốt và ưu tối của mỗi chúng ta, mỗi loài chúng ta. Thành là cũng từ đất vậy, mà cái cỏ cây nó nặng ra thành cỏ cây. Còn lời thú con chó nó nặng ra cái hình nó là con chó. Thì cái nhận thức nó là chó thì cái hình nó nặng ra là thân con chó. Còn nếu bây giờ chúng ta cái tâm, cái nhận thức giống như con chó thì chúng ta từ người, chúng ta sau khi chết rồi bỏ thân người sẽ cái tâm chó, chúng ta sẽ nắng chúng ta thành con chó để vào cái cộng nghiệp của lời chó. Nó rõ ràng như vậy. Như vậy là không có một người thứ hai nào, không có một ông Phật nào, không có một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào, không có một vị Thiên Chúa nào, không có một vị Thập Bửu Dương Vương nào mà bắt chúng ta phải xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ, mang xuất sanh. Không có, chỉ có chúng ta mà thôi. Như vậy vấn đề luân hồi sinh tử là do chúng ta, vấn đề niết bàn cũng do chúng ta, vấn đề địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng do chúng ta, không một người thứ hai nào xen vào đó. Mà dầu chúng ta có xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ xuất sanh thì chúng ta vẫn là niết bàn, vẫn là Phật từ xa xưa tới bao giờ. Nhưng mà niết bàn đó là cái bản thể, cái vô hình vô tướng nằm trong đó. Chính cái vô hình vô tướng này đã phát hiện ra vô lượng cái hình tướng. Ví dụ bây giờ tôi là người, tôi là ông tu đây.
thì cái chất đất, cái niết bàn, cái bản thể cũng vẫn nằm trong con người của con. Còn bây giờ tôi không tu, tôi làm ác, tôi ăn thịt, tôi uống rượu, thì tôi xuống dưới cõi lạ quỷ chẳng hạn. Mà tôi tham lam, tôi tham đắm về rượu chè cờ bạc, thì tôi sẽ xuống lạ quỷ. Thì tôi sau khi cái thân là thân nhà tôi, mà tôi không giữ đủ 250 giới, tôi là ăn thịt uống rượu, tôi giữ 5 giới không tròn, thì sau khi chết, thì hiện tại bây giờ cái tâm của tôi 5 giới không tròn, tức là tâm ngạ quỷ. Thân là thân người tu, mà 5 giới, 250 giới giữ không được, 5 giới giữ không được, thì cái tâm tôi là tâm ngạ quỷ. Thì hết cái nghiệp người, thì cái tâm ngạ quỷ này sẽ phát hiện hình thức là con quỷ, tức là cỏ cây hoặc là những con người, cái bụng ổng lớn, cái cổ bằng cái ống chỉ, cái đầu bằng cái trống trầu, cái bụng bằng cái trống trầu, cái đầu bằng cái thiếu, như vậy là đói khát. Thành ra chính cái tâm này nó đã phát hiện với nhiều hình thức. Nhưng mà cái chân tâm tôi ngạ quỷ thì cũng vẫn là nhất bàn đất, vẫn là đất. Nhưng mà đất này phát hiện với hình thức, hình tướng là ngạ quỷ. Còn bây giờ tôi đây cũng là đất đó, cũng là nhất bàn, cũng là bản thể đó, nhưng mà phát hiện với hình thức là người tu. Thành ra nếu mà chúng ta không nhận được chất đất, không nhận được Phật tánh, không nhận được cái bản thể, mà chúng ta cứ chạy theo cái hiện tượng, cái hiện tướng này mãi, thì chúng ta đau khổ mãi và tiếp tục luân hồi mãi trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp. Thành ra người ngu, người mê rồi cứ luân hồi sinh tử mãi mãi và mãi mãi. Thành ra cái nhân quả là một cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Nếu người nào phát nhân quả, người nào không tin nhân quả, người đó đời đời kiếp kiếp đọa địa ngục. Và Đức Phật còn giảng cao, nếu người nào chấp chặt nhân quả, thì người đó không tới được quả nhập lưu và A-la-hán được. Đó là một điều đau đớn mới có vấn đề giới cấm thủ. Giới cấm thủ nên nhớ nó không phải là xấu nha. Nó không phải là xấu. Mà có thể nói nó là tốt. Nhưng mà tốt mà nặng tối cột vào cảnh giới tốt. Chúng ta nên nhớ như vậy. Giới cấm thủ có nghĩa là gì? Nó nhắn ngủng lại nói là nhân quả thiện, để đi trừ cái nhân quả xấu hả? Thì nó kẹt vào nhân quả thiện. Giới cấm thủ không phải là nhân quả, nghĩa là không chấp chặt vào giới cấm. Khi diệt vào tất cả giới cấm thiện giả, thì chúng ta mới đi trở về tích đất, trở về nhất mà, trở về cái bản thể thực tại, phi nhân quả. Thành ra chúng ta đọc đạo Phật, chúng ta dứt đầu. Lúc thì này nói các con mà bác nhân quả, các con không tin nhân quả, đời đời kiếp kiếp các con ở địa ngục. Bởi vì không tin nhân quả, mình cứ làm ác. Mình cứ gieo hộp giống ác, mình nghĩ rằng nếu mà tôi gieo hộp ớt, hộp chanh thì tôi vẫn có trái cam, vẫn có cái bưởi ngọt như thường. Cái đó là cái ngu si. Đâu có bao giờ hộp chanh mà sanh ra trái cam bao giờ. Từ đó trường hợp có nghiệp mà nhân duyên thái thế thì chỉ lời nó không nói. Còn nhân nào quả nấy, nó chắc chắn phải như vậy. Thành ra không tin nhân quả là chúng ta phải xuống bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, chắc chắn như vậy. Bởi vì không hiểu nhân quả, cứ làm ác càng nghĩ là chết là hết, theo cái nhìn của duy vật. Chết là hết, không còn linh hồn, không còn cái gì báo thù hết. Thì cái đó là phải xuống bốn đường ác là cái điều duy trì. Còn chấp chặt nhân quả là nhân quả có thiệt. Nhân quả là tuyệt đối, vĩnh viễn, bao giờ nó cũng vậy, hai với hai là bốn. Như vậy cũng là một cái ngu. Và tin rằng có sự cải chữa nhân quả, nhân quả xấu tôi có thể cải chữa nhân quả tốt. Cây hộp bình bát gieo lên trái bình bát, cây bình bát tôi có thể cải chữa thành trái mãn cầu. Và tin chắc chắn như vậy sự cải chữa, thế là lọt vào giới cấm thủ. Cái đó là cái tốt chứ đâu phải là xấu. Cái bình bát mà trái bình bát là trái ăn không được, nó lặt nhách, nó không ngon, không có giá trị gì hết. Mà tôi cây bình bát, hộp bình bát, mà cây bình bát tôi làm ra trái mãn cầu bán có giá ngọt. Thì như vậy là một điều tốt chứ thôi. Cái xấu mà tôi cải chữa thành cái tốt. Thì họ Phật không có bác cái đó. Cái đó là luân lý, là đạo đức. Nhưng nên nói cái đó chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là chấm dứt hẳn nhân quả, tiêu diệt hẳn nhân quả. Nghĩa là sự ác đều về cái chất đất, cái bản thể là bình đẳng, là bằng nhau. Thấy được cái đó thì chúng ta mới đi vào quả thánh thứ nhất thôi. Tức là một phần tư nhân, một phần tư Phật tánh, một phần tư bản thể thôi. Còn ba phần tư tư tưởng, tức là còn tiếp tục luân hồi. Cái quả thánh thứ hai được hai phần tư bản thể, hai phần tư tư tưởng, thì chúng ta luân hồi làm nhẹ đi cái tham dục dục thân. Cái quả thánh thứ ba thì mới có một phần tư tư tưởng, thì mới là không luân hồi vào quả dục nữa mà ở cõi sắc.
tới 4 phần tư là A-la-hán thì đây mới chấm dứt diễn diễn với sự tu tập. Tức là con người A-la-hán khi mà nhập vô thọ tưởng định, khi mà chết rồi, mà nếu đi vào vô thọ tưởng định thì diễn diễn nơi đó không có nhân quả nữa. Nhưng mà đối đạo Phật cái đó cũng chưa phải là rốt ráo. Chúng ta thấy A-la-hán là ngon lắm rồi đấy, nhưng chỉ cầu kiếp này thôi đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật còn vỡ đó. Các con đó vượt được một cái là siêu nhân quả, bởi vì nhân quả là do thọ cảm và tư tưởng, hai cái này tạo là cái nhân, tạo ra cái duyên, tạo ra cái quả, lấy cái chất liệu chủng tử từ trong ai là ra. Mà Đức Phật còn vỡ đó, các con phải ra từ tưởng với nhân quả mà không dính mắt vào nhân quả, siêu nhân quả mà vẫn duyên dung nhân quả thì đó mới thật sự là siêu nhân quả. Còn siêu mà không có duyên dung là chưa có siêu rốt ráo đâu. Các con còn phải trở lại tam giới, thị hiện tự tại, ung dung, ngậm giận trong tam giới mà không dính mắt vào tam giới. Tức là siêu nhân quả mà vẫn duyên dung trở lại nhân quả, mà duyên dung mà luôn lân vẫn siêu diệt nhân quả, thì đó mới thật sự là duyên dung, mới thật sự là siêu diệt. Thì cái đó quá cao, nhưng mà tôi trình bày, tôi trình bày hết. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề giới cấm thủ, thì tôi chia ra làm 3 phần. Ở đây là hôm trước tôi có nói là vị thánh thứ nhất là tu về bát nhã, tức là có một cái nhìn nó đảo lộn, nó cách mạng hết tất cả toàn thể tư tưởng mà chúng ta đã nhìn từ xưa. Thì ít có ai dám tu cái này, ai cũng mong muốn rằng mình chấm dứt luân hồi sinh tử, ai cũng mong muốn rằng mình đi đến nước bàn. Nhưng mà khi nghe đến nước bàn thì run, thì bất mãn, thì từ nó khó chịu, nó đảo lộn hết tất cả những cái nhận thức, những cái thâm căn cố đế, những cái ham muốn của chúng ta, những cái mong cầu của chúng ta, những cái mục đích của chúng ta, những cái cứu cánh mà chúng ta ấp ủ, những cái lý tưởng mà chúng ta mong cầu, bao nhiêu cái đó đều bị đã phá tận gốc, thì chúng ta mới có đi đến quả thánh được. Đó là một vấn đề khó khăn nhất, một vấn đề mà phải có một cuộc cách mạng tận sâu từ trong ai lại gia thức. Còn nếu chúng ta cách mạng trên vấn đề ý thức đó, ý thức hệ đó, thì chúng ta mới đắc quả thánh chính nhất, chứ là lợi ích tử. Và cái sự trói cột danh lợi trên vấn đề hiểu biết ý nghĩa, hiểu biết cái tầm hiểu biết của chúng ta, khi nào chúng ta nhận được Phật thánh rồi, thì chúng ta mới bắt đầu đi sâu vào sự nhận thức, sự soi sáng những cái chủng tử nằm sâu trong ai lại ra. Mà cái này phải có thời gian tu tập, phải có một Phật thánh liên tục mới chiếu phá nó được. Còn Phật thánh đầu tiên là tiến từ 1 tới 24, 1 trên 24 cho tới 6 trên 24, thì cái đó nó chỉ chiếu những cái lực bình trôi, những cái ý thức hệ nổi lên bền cái vấn đề tư tưởng, tức là vấn đề ngoại giới thôi. Và những vấn đề kiến thức là hiểu sai lầm thôi. Khi được một cái Phật tánh rồi, bao nhiêu kiến thức sai lầm thì bị đổi đổ hết, thì bị đảo điên hết, thì bị lật ngược hết, bị cách mạng đến tận gốc. Đây là một sự đổ vỡ toàn diện, một cái nhìn mới lạ phóng vào trong cái cuộc sống này. Tôi vừa nói một cái nhìn mới lạ phóng vào trong cái cuộc sống này, không có cái nhìn như trước kia nữa. Cái nhìn tình nghĩa giữa cha mẹ, tình nghĩa giữa chồng con, tình nghĩa giữa anh em, tình nghĩa giữa bạn bè, quyến thuộc, một cái tình nghĩa này phải càng lan ra đến cỏ cây, cứu người, toàn. Từ khi mà chúng ta có tình nghĩa nhỏ hẹp thôi, mình làm con phải có hiếu với cha mẹ đời nay thôi. Mình làm vợ thì có hiếu, có phải kính chồng, mình chồng đời nay thôi. Mình không biết mình có vô lượng chồng, mình có vô lượng vợ, có vô lượng con, có vô lượng cha mẹ. Cho đến heo, chó, gà, vịt cũng là chồng, là con, là vợ, là cha, là mẹ chúng ta trong nhiều kiếp. Chứ thật sự đừng có giật mình á. Cứ đó là một sự thật đấy. Nói rằng chú nói chắc chú điên cái gì mà con chó, con heo, gà cũng là cha mẹ, cũng là vợ, cũng là chồng, cũng là con của con. Nó sự thật như vậy, tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Tôi phải hiểu như vậy. Nếu chúng ta đi sâu, mà nếu chúng ta đi sâu như vậy thì cái tình cảm chúng ta nó sẽ lan rộng ra. Thì đạo Phật nó kêu nó là đạo quả. Nói như vậy tôi tự thấy là chúng ta có một cái nhìn đảo lộn hết. Đảo lộn hết. Chúng ta cầu an, cầu siêu hôm nay không phải cho cha mẹ chúng ta hiện tại một đời này, mà chúng ta còn cầu siêu cho cha mẹ, chồng con, anh em chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Nhiều đời nhiều kiếp thì không phải tới 1, 2 kiếp, 3, 4 kiếp, trăm ngàn, triệu, năm kiếp, không. Mà là vô lượng kiếp. Tức là chúng ta không thể đến được. Và chúng ta còn cầu siêu cho cha mẹ, anh em chúng ta
vợ chồng con cái và con chó heo bò và dịch trong tương lai, mà tương lai không phải ngày mai hay không phải một năm hay trăm năm hay ngàn năm gì trước sắp tới đây, mà trong dư lượng tương lai. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không có quá khứ, không có tương lai, mà cũng chẳng có hiện tại. Tất cả chỉ đều là cái trục ngũ thôi, tất cả đều nằm trong cái hiện tiền, nằm trong cái hiện tiền. Thì theo cái thế tư tưởng đó thì chúng ta thấy rằng quá khứ, cái nhân của quá khứ tạo, hiện tại chúng ta phải lãnh. Ví dụ đi tôi gieo hột cam trong 4 năm về trước thì bây giờ hiện tại tôi phải lãnh trái cam. Còn nếu 4 năm về trước tôi gieo hột chanh thì bây giờ tôi phải lãnh trái chanh chua chát. Nó phải vậy. Nếu tôi không có nghiệp, không có cải sửa. Còn nếu bây giờ tôi gieo hột mít thì 4 năm sau tôi mới có hưởng quả hưởng trái. Bây giờ tôi gieo hột ớt thì phải vài tháng sau tôi mới có trái. Thì tất nhiên là chúng ta hưởng cái quả hiện tại do cái nhân quá khứ, và chúng ta gieo cái nhân hiện tại đã trong cái quả vị lai. Thế là chúng ta lọt vào trong cái dòng luẩn quẩn của quá khứ hiện tại và vị lai. Còn nếu qua bát nhã đó thì chúng ta phóng sâu cái tầm nhìn vào đó, vào trong quá khứ, vào hiện tại, vào vị lai, thì chúng ta thấy quá khứ cũng chẳng có, mà tương lai cũng chưa đến, và hiện tại thì nói hiện tại là nó đã thành quá khứ rồi. Vì tất cả quá khứ hiện tại vị lai chỉ là sự chuyển biến tình sát na, rồi tùy theo cái nghiệp của người hoặc là thú dịch ngũ thành ra chu kỳ, tương ứng theo cái nhận thức và đối tượng nhận thức của chúng ta. Thành ra hôm nay tôi mới nói cái vấn đề giới cấm thủ, là chúng ta phải theo cái giới cấm thủ đầu tiên là chuyển từ ác thành thiện, từ vấy thành phản, từ xấu thành tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái phương tiện thôi, rồi chúng ta còn phải đi tới giải thoát. Nghĩa là không có cái nhìn về quá khứ, không có cái nối tiếp về tương lai, mà cũng không có dính mắc vào hiện tại. Thì cái đó trong đạo Phật thường kêu là cái hiện tiền, tức là phóng cái nhìn sâu sắc, cái nhìn bát nhã, cái nhìn không phê phán, không chỉ trích vào trong quá khứ, vào trong tương lai và vào trong hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng quá khứ đã qua rồi, và tương lai thì chưa đến và không đến như mình mong muốn vậy. Còn hiện tại, nói hiện tại là đã thành quá khứ, thì chúng ta phải phóng cái nhìn chiếu vào hiện tại để đừng dính mắc vào hiện tại. Thì cái đó gọi là hiện tiền. Nó bao trùm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, trong cái nhìn là không có nhận thức và không có đối tượng nhận thức, mà tất cả chỉ là sự hiển hóa mà thôi. Thành ra hôm nay tôi muốn nói tới vấn đề giới cấm thủ mà nhiều người đã giảng sai, bởi vì nó rất khó hiểu, mà tôi Phật tử cũng thấy là khó hiểu. Nhưng mà khi tôi giảng rồi chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà thực chính về giới cấm thủ là cả một vấn đề. Đây là cái giết mạng, cái định mạng, về vệ mạng của một bậc thánh nhân, của một Phật tử, mà chúng ta cần phải tính toán, cần phải định đoạt cho số phận của chúng ta. Bởi vì khi thấy được Phật tánh, khi thấy được cái bản thể, thấy được chỗ trở về của tất cả dạng vật chúng sinh và các pháp mà cũ, chỗ phát hiện ra tất cả dạng vật chúng sinh và các pháp, thì chúng ta bước vào con đường giải thoát, con đường đầu tiên, mặc dù nó là cái thánh thấp nhất và thánh lập luôn, nhưng nó quyết định cho cái số mạng, cái vệ mạng chúng ta từ nay cho đến ngày đắc quả. Chúng ta cứ đi theo cái Phật tánh này mãi cho đến khi nào nó liên tục 24/24 thì chúng ta chấm dứt chuyên đề tu tập. Gánh nặng đã được đặt xuống và từ nay không còn trở lại tam giới nữa. Nếu có là gì dòng bi mẫn thì hiện trở lại thôi. Mô Phật. Vậy thì tôi chia cái giới cấm thủ này ra 3 phần. Hôm nay tôi muốn chư Phật tử ở đây, cái dân linh, tôi dùng cái dân linh luôn, thì những Phật tử như người chết, mà tôi cũng như người chết, tôi tập như người chết vậy.
thì tôi muốn cầu xin cầu an cho sư Phật tử ở đây cũng như cho tôi luôn, để nhắc nhở lại là chúng ta cần phải siêu giả, tức là chúng ta phải đắc quả nhập lưu đầu tiên vậy. Thì trước khi muốn đắc quả nhập lưu đầu tiên thì chúng ta phải theo luân lý và đạo đức, tức là sống theo luân thường đạo lý, nhưng mà đừng cho cái đó là cứu cánh, cái đó là phương tiện thôi. Nếu chấp cái phương tiện làm cứu cánh thì chúng ta lọt vào giới cấm thủ, còn nên vào phương tiện để đi đến cứu cánh là phi cứu cánh. Cái cứu cánh thật sự của đạo Phật là phi cứu cánh, đó mới thật sự là cứu cánh. Còn nếu cứu cánh mà có cứu cánh thì đó là giới cấm thủ. Cái này là cái khó khăn nhất, bởi vì cái làm của chúng ta làm có mục đích, nó báo hiếu cha mẹ rồi cha mẹ chứ chúng ta thôi, chúng ta có một cha mẹ à, như vậy thì cái tâm quá nhỏ hẹp. Nhưng mà phải khó vậy, còn những người bất hiếu thì không nói được, những người quá tệ. Hồi lúc sống chúng ta lo cha mẹ hết mình. Thành ra tôi thường nói trong cái ngày Du Lan Bồn nó có ba cái hiếu lận, chứ không phải một. Cái hiếu thứ nhất là cái hiếu ông bà bây giờ đang làm được, là lo cho mẹ vật chất sắc thân thôi, ăn mặc ở bệnh ăn lo cho mẹ đầy đủ, không thiếu thốn gì, không còn thèm cái gì nữa hết. Mặc thì lo cho mẹ ấm cúng ha, đầy đủ, ở thì có nhà đầy đủ, thanh thoát thanh khí thanh tịnh, bệnh thì lo thuốc men đầy đủ. Chúng ta nghĩ vậy là có hiếu cho cái hiếu phàm tình của chúng ta đấy mà. Nhưng mà theo đạo Phật cái đó là cái tiểu hiếu, cái hiếu nhỏ nhất thôi. Nếu lo sắc thân không thì cha mẹ cũng phải bỏ lại cho mình, lo cho mẹ ăn mặc ở bệnh đầy đủ, cho mẹ sống đời đó, không có vấn đề đó. Phật còn không sống đời được mà, thì trước tiên dầu lo cách mấy lo thì cha mẹ cũng phải chết thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ còn cái linh hồn không chết, mặc dù nó thay đổi nhưng mà nó liên tục, còn cái sắc thân này vẫn thay đổi giống như linh hồn, nhưng mà gián đoạn. Gián đoạn để rồi cái linh hồn nó sẽ phát hiện trong một cái sắc thân mới nữa. Như vậy thì cái linh hồn quan trọng hơn chứ. Thành đã đi tới cái linh hồn đó là tinh hiếu. Linh hồn mình phải có nhận thức sáng suốt, có nhận thức khôn ngoan, có nhận thức là thông minh thì mới có thể đi vào cõi trời được. Đó thì chúng ta phải khuyên cho mẹ niệm Phật, nhất niệm, nào khuyên cho mẹ làm sao mà đi vào cõi trời để hưởng hạnh phúc an nhàn của cõi trời, sống hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Thì cái này theo đạo Phật là cũng trung hiếu thôi, chỉ là nó cao, nghĩa là lo cho cái linh hồn, lo thể xác rồi lo thêm cái linh hồn nữa, dẫn cha mẹ vào chùa, lo cho cha mẹ tu, cho cha mẹ giảng sanh và cảnh giới tốt, an lành, sống hàng triệu tuổi, có hào quang, sống rất năm long và có thể ít bệnh hoạn. Nhưng mà theo đạo Phật vẫn là trung hiếu, cứ tập trung thôi, biết lo về thể xác, lo về tinh thần, còn một cái lo tối cao nữa là chấm dứt hẳn luân hồi sinh tử khổ cho cha mẹ. Mà muốn chấm dứt luân hồi sinh tử khổ cho mẹ thì mình phải chấm dứt trước mới được, chứ mình nói khơi khơi làm sao được. Mấy ông mấy bà đừng ăn thịt đừng uống rượu mà tôi sai tối ngày, như vậy làm sao mà giải ai được, làm sao khiến cha mẹ được. Tất nhiên là mình phải cạo đầu với người nữ theo sư cô, còn người nam theo tăng, và phải đắc quả ít nhất là A-la-hán, còn tệ lắm cũng phải quả bất lai. Chừng đó mới là bất lai, cũng chưa chiếu căn cơ cha mẹ được đâu. Nhưng thấy căn của cha mẹ mình lời trước trước là làm tội ác gì chưa biết đâu, mà không phải cha mẹ này đâu, tới A-la-hán còn chiếu được sông bò heo chó đã liên can đã làm cha mẹ mình bao nhiêu kiếp rồi. Mình đã được làm con, làm cháu, làm sách, làm chồng, làm vợ với những con heo bò châu chó là vực cỏ cây mà bao nhiêu kiếp rồi. Và tất cả cái này đều phải thành Phật hết, đây mới là cái đại hiếu. Độ một đời cha mẹ, độ tới vô lượng đời cha mẹ, thì như vậy mới là đại hiếu một kỳ niên. Chúng ta nên nhớ một kỳ niên mới khóc với cha mẹ rồi Đức Phật mới nói đấy, phải có năm thứ trái cây và phải có trăm món ăn. Đồ ăn năm món mà cái đồ ăn trái cây năm món và đồ ăn trăm màu, nghĩa là phải có năm quả, từ quả nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai, dư sanh la hán, tới bích chi, bồ bích chi mới phát bồ đề tâm. Rồi đồ ăn trăm món là tức là phải có 10 vị pháp lý, phải đủ cấp hết cả trăm thứ pháp lý. Nếu nó mà là địa ngục thì phải lấy pháp địa ngục độ nó. Nó là mẫu giáo phải dạy y tờ tờ y tư. Nó là lớp 5 thì phải dạy trình độ lớp 5. Nó là lớp 7 thì phải dạy lớp 7. Nó lớp 10 phải dạy lớp 10. Thành đã đủ pháp lý hết, đủ đồ ăn hết.
món hấp thì ít nhất là phải là trái cây năm màu, tức là phải đắp năm quả. Nhập lưu kiên lai không xài được, bất lai cũng chưa xài được, A-la-hán thì cũng được mà chưa linh động. Phải bích chi Phật rồi mới pháp vừa đời con, làm Bồ Tát Thánh. Thì cái giáo hóa rất là linh động và sinh động. Đó thì hôm nay tôi muốn nói đầu tiên vấn đề pháp vừa đời con, tức là muốn độ cho mẹ thì mình phải độ mình trước, và độ mình trước cái dòng thánh quả đầu tiên là nhập lưu. Mà nhập lưu là có một cái nhìn nó lật đổ hết tất cả mọi vấn đề tư tưởng từ xưa giờ, từ cố chấp từ xưa giờ. Mặc dù cố chấp nó vẫn là tốt, đó là một cái luân lý là đạo đức. Mà nên nhớ luân lý đạo đức là cái phương tiện, cái bàn đạp Đức Phật đi về cõi trời rồi chúng. Và lần này nó muốn chúng ta về cõi thánh, tức là vượt khỏi luân lý đạo đức đi tới giải thoát. Mà nếu không có luân lý đạo đức thì không giải thoát được nha, tôi xin nói cái đó. Tôi nói vậy là khi bác bỏ luân lý đạo đức, khi bác bỏ nhân quả hết, thì tụi con xuống địa ngục. Con muốn không giữ giới không gì hết, bởi vì tôi nói giới cấm thủ là chấp giới thì không thành Phật được. Nhưng mà chấp giới sẽ thành người trời. Mà người trời đi qua Phật được chứ còn địa ngục ngạ quỷ làm sao mà thành Phật được. Dù muốn thành Phật, dù vẫn có Phật tánh đấy, vẫn không thua Đức Phật đấy, nhưng mà còn lan mới nhận nổi. Còn người trời đủ điều kiện để nhận, nhưng mà nếu chấp cái quả người trời là giải thoát là Phật rồi, thì chết nhận giặc làm con. Thành ra cái giới cấm thủ đầu tiên là để trả phá tất cả những cái nhân quả thiện, để đưa lên giải thoát. Vì nhân quả thiện cũng vẫn là nhân quả, mặc dù nó là thiện, nó không lọt ngoài nhân quả được. Mà nhân quả là cái tiền xích. Thành ra Phật nói cái này là tất cả người trời đều nhất đạo, đều bể ốc, tất cả ai lại gia đều bị đảo lộn hết, tất cả cái dùng từ xưa giờ đó là bị cắt đứt hết, bị chiếu phá tan tành hết. Nhưng mà nên nhớ chiếu phá trên vấn đề ý thức hệ thôi, tức là trên vấn đề hiểu biết thôi, chứ chưa có đi tới tận cùng của chủng tử ai lại gia, tức là đã chiếu phá trên vấn đề thức thứ sáu. Thứ sáu nghĩ rằng cuộc sống là không có nhân quả, thì Đức Phật nói xuống địa ngục nha con. Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh là bát nhân quả. Các con phải tin chắc chắn rằng có nhân quả. Và Ngài mới nói nếu các con tin chắc chắn có nhân quả, con chấp tính vào nhân quả, ôm lấy nhân quả là niết bàn, thì các con không giải thoát nha. Các con phải siêu diệt nhân quả để đi tới cái chỗ phi nhân quả, là không còn nhân quả nữa. Đó là Phật tánh 24/24 và nhập vào diệt thọ tướng định. Còn nếu còn ba cấp thân ngũ quỷ này thì còn bị nhân quả chi phối. Muốn cho nhân quả không chi phối thì phải nhập diệt thọ tướng định, tức là trở về dưới đất hoàn toàn, đừng mang một hình tướng nào hết. Đừng mang hình tướng của đất mà phát hiện thành cỏ, thành cây, thành thú, theo chó và dịch thành người ta, thành tiên, dứt bỏ hết tất cả hình tướng, chỉ còn đất yên lặng thôi. Thì các con sẽ tiêu diệt được tam giới, dứt được nhân quả. Dứt nhân quả tức là dứt tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc. Nhưng mà tới đây Đức Phật quả, thầy giáo rồi mà không chịu đi ra giải, cứ nằm hưởng nước bàn một mình thôi. Các con phải đi vào trong địa ngục ngạ quỷ xúc sanh, cõi người, cõi trời, mắt con đâu có dính mắt mà sợ. Các con vào lớp mẫu giáo, các con vẫn là thầy giáo, cô giáo. Các con vào lớp 11, 12 vẫn là thầy giáo, cô giáo. Thì cứ đi vào đó có ngại cái gì? Thì đó là vấn đề cao hơn. Nhưng mà tôi muốn nói cái đầu tiên là chúng ta phải đi tới giới cấm thủ, là đừng cố chấp, đừng ôm chấp vào giới cấm thủ, đó là niết bàn. Thì chúng ta chia làm ba phần. Phần thứ nhất đó là không giữ giới của tà ma ngoại đạo. Phần thứ hai là theo cái định nghĩa của Đức Tôn Sư Minh Hoa Quang, đó là không tham mộ nghi lễ cúng kiến. Ở đây tôi nhớ là không bác nghi lễ cúng kiến nha. Nhưng mà cái chữ đầu nghĩa là quan trọng, là không tham mộ. Không tham mộ nghi lễ cúng kiến chứ không phải là bác nghi lễ cúng kiến. Tôi về là nghi lễ cúng kiến đấy. Nhưng mà tôi không có thích trong này đâu. Tôi đừng thích ở chỗ thanh tịnh, tôi nhập vào cảnh giới thôi. Nhưng mà chúng sanh kéo hoài, nắm nguyên, nắm áo kéo hoài, thì tôi phải chịu thôi. Tôi đúng ra tháng này là 8 lần chay tăng đấy, mà tôi rút lại còn có 3 hay 4 gì đó. Tính là bữa 24 chay tăng nữa, nhưng mà tôi năn nỉ rồi cũng thôi đấy.
là tính là 30 thì tôi lại về Vĩnh Long, tôi lại thuyết thuyết pháp ở thành phố Minh Long Quang nữa, mùng 1 tháng 2. Còn 12 là trai tăng, 13 là trai tăng, 15 là cúng hội, còn 17 hôm nay trai tăng, mà đây có 4 cái trai tăng đó, nếu mà dồn lại, không dồn lại là 4 ngày đó. Tức là cái tháng này có thể là 10 lần trai tăng. Trai mãi mà có ai tăng đâu. Không có tăng. Lớn que có 5-6 chú à. Trai tăng là để chân sạch đi tới làm tăng. Mà tôi thấy không có người nào chịu tăng hết, năm giới hoài mà kêu cõi đầu, tôi xuống với cô đầu nào nếu dò dò cái đầu, cậu thì cũng xấu lắm. Làm như tôi là xấu lắm, cái đầu tôi chọc là xấu lắm. Nếu cậu đầu chọc xấu lắm, nếu ông tôi là xấu, cái đầu chọc lắm. Xấu mà sao hòa tôi kéo, cái cô kéo ra đồi hoài mà nó xấu gì đâu. Chúng ta phải hiểu, xấu hay đẹp là ở cái giới lực, chứ không phải xấu hay đẹp là ở cái hình tướng. Hình tướng mà đẹp cách mấy mà cái tâm xấu thì cái đó vẫn là xấu. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Anh đã cấy. Thứ nhất tôi lặp lại đó là không giữ giới của tà ma ngoại đạo. Thứ hai là không ham mộ nghi lễ cúng kiến. Cái thứ ba là cố chấp giới mà phải biết rằng mình cố chấp, để rồi đi tới vĩnh viễn là không còn cố chấp nữa. Thứ ba là quan trọng đấy. Thì hôm nay tôi giảng sơ thôi, rồi chú Phật tử sau này phải trả bài ha. Thân kiến xong là tới với cấm thủ đấy. Còn với cái nghi não, ba cái này phải trả hết. Tôi chờ đợi ba cái này chắc là cũng hết 6 tháng đây. Bởi vì 1 tháng có 2 ngày thôi. 26, 12 có 12 lần trả. Thì một lần trả một cái thân kiến 4 tuần lễ, 4 ngày, 4 lần thì chắc chưa đủ. Nhưng mà tôi vẫn chờ đợi. Bởi vì đó là quyết định cái vệ mạng của chú Phật tử. Mà tôi muốn ở đây tôi giảng chư Phật tử niệm Phật đó là giảng sinh khỏi phương tiện hữu duyên đấy. Chứ tôi không muốn là phần thánh đồng tu đâu. Tôi muốn niệm Phật mà phải lắng nghe đấy. Niệm Phật mà đi tới thấy Phật tánh trong lúc niệm Phật đấy. Nó khác nhau chỉ có đường tơ kẻ tóc thôi, từ nhất niệm mà qua tới duy niệm. Nhưng mà duy niệm là một cái sự lật đổ rất là trọng đại, một sự cách mạng rất là gai gắt đấy. Bởi vì chúng ta thường là niệm Phật hay là tu không phải là tịnh độ không, mà truyền tâm ban đầu cũng vậy, không phải qua nhất niệm mà mật tâm cũng vậy thôi. Không có cái tâm thái nào mà phải đi ngoài cái tập niệm đi tới nhất niệm, mà nhất niệm đi tới vô niệm, mà vô niệm niệm vô niệm, không có pháp môn nào mà đi khác hết ạ. Nhưng có điều đặc biệt là có tha lực hay là một mình tự lực không. Chẳng hạn như truyền tâm tứ niệm xứ là đi tự lực, còn tịnh độ với mật tâm là đi tha lực. Có tự lực mà có tha lực. Thái lực tức là cầu Phật để mà gia hộ, cầu chú để mà gia hộ thế. Còn như thiền tông với tứ niệm xứ là tự lực đi, không cần tha lực nữa. Tuy là nhất nhiên mà phi thành quá. Còn cái này nhất nhiên mà thần thánh quá. Tức là có thần thánh, có một cái nương tựa vào tha lực. Nhưng mà muốn nương tựa mình phải tự lực là nhất niệm. Thì mới tiếp thu được cái duy niệm của Phật A Di Đà và của các thần hộ chú. Còn tu về thiền tông thì không có tụng chú, tứ niệm xứ cũng không có tụng chú, không có cầu Phật nào hết, tự lực mình đi. Thì những người này ngon đấy. Nếu ai thấy mình ngon có thể đi tự lực thì cứ đi, đó là tự nhiên mà cũng phải qua nhất niệm, rồi qua tới vô niệm, rồi qua tới niệm vô niệm và vô niệm niệm. Vậy thì chúng ta đi vấn đề thứ nhất là không ham mộ nghi lễ cúng kiến, tức là không giữ giới của tà ma ngoại đạo. Giới như thế nào là giới của tà ma ngoại đạo? Thì chúng ta nên hiểu, theo đạo Phật, cái giới nào giúp cho chúng ta tiến hóa, giúp cho cái thức trong sáng để nhận lại Phật tánh, thì giới đó là chánh giới. Chỉ vậy thôi, chứ không phải là của đạo Phật không, mà bất cứ tôn giáo nào mà giúp chúng ta cái thức trong sáng, thông minh, để chúng ta phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào là ác, thì cái giới đó là chánh giới. Như vậy thì chúng ta thấy sát sanh, theo đạo Phật sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu có phải là chánh giới hay không? Bây giờ tôi cúng tế nè, tôi cúng thần, tôi cho ông thần lửa, tôi cho Đức Chúa Trời là người sanh ra tôi muốn cúng tôi phải làm heo, làm chó, làm gà, làm vịt để tôi cúng giái các ngài. Như vậy có phải chánh giới không? Rồi thú nó có cha mẹ không? Nó có sự sống không? Nó quan oan ức không? Nó thù quán hay không? Nó biết đau khổ hay không? Nó có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con hay không? Nếu chúng ta là loài thú, chúng ta bị giết, chúng ta nghĩ sao?
thì như vậy giết heo chó và dịch để chúng tế cho một vị thần linh nào, như vậy có phải là chánh giới hay không? Mà vị thần linh đó phải là chúa tể sanh ra loài người, sanh ra tất cả dạng vật chúng sinh các pháp hay không? Hay là có một đấng nào nữa mà phi thần linh? Chúng ta phải biết đặt câu hỏi. Sao thì nếu giúp cho chúng ta tiến hóa thì đó là chánh giới. Như vậy là giết những người cứu người, chúng ta có ân hận hay không? Chúng ta thấy cái cõi lòng cái chúng ta tìm tư là cái tâm chúng ta, hay là cái lương năng, cái lương tri của chúng ta, hay cái lương tâm chúng ta có đau khổ, có cắn rứt hay không? Còn nếu không cắn rứt thì chúng ta nó quá tệ rồi, chúng ta không còn cảm tình nữa, không còn tình người nữa. Như vậy thì chúng ta khi làm một việc gì, chúng ta coi cái lương tâm mình có cắn rứt, cái sự đau khổ mới là mình vào cái hoàn cảnh có lời thú, mình nghĩ sao? Mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, nó cũng có cha, mẹ, anh em, mình cũng có xương, có thịt, nó cũng có xương, có thịt như mình. Tính đau rồi chúng nó kêu la, mà chúng kêu đứt ruột, mà chúng la chết lòng. Mình thì cũng kêu, mình cũng đứt ruột, chúng la, mình cũng chết lòng. Con mình mà cứ ở tù hay bị là công an đánh thì mình nghĩ gì sao? Con mình đã trận chết mà nghĩ gì sao? Ai tin chắc đánh là nó đã tử trận thì mình nghĩ gì sao? Còn bây giờ con chó, heo, gà, vịt mình cắt cổ, mình nhổ lông nó, mình đem đi trên bàn mình để mình ăn, mình xé từ miếng rồi mình cười, mình cười, mình giỡn, mình mừng, mình vui, mình ăn, mình nhậu, như vậy mình nghĩ gì sao? Nếu mà mình nằm trên đó mình nghĩ gì sao? Đó thì những cái này chúng ta thấy, nếu chúng ta có một chút tình người, có một chút lý trí, chứ phải là người điên, thì chúng ta suy xét coi thế giới này có phải là đưa chúng ta tiến hóa không? Nếu không là tà giới, tà giới. Còn chúng ta đề thờ ông Táo, thờ tình vui, sinh tâm bói quẻ, coi sao, coi hạn. Mà nếu chúng ta không giữ giới thì chúng ta cúng sao cũng hạn, chúng ta thoát khỏi cái đau khổ không? Thoát khỏi nhân quả hay không? Chúng ta cứ trộm cắp, cứ tà dâm, cứ nói dối, uống rượu, cứ giết người, thì chúng ta cứ cúng sao đem ra hàng triệu, hàng tỷ vô trong đó cúng, khỏi tội hay không? Nếu khỏi tội là không có nhân quả, thì tôi xin xuống địa ngục thế. Thì những cái cúng sao cúng hạn, những cái sinh tâm bói quẻ có đưa chúng ta đi tới chỗ giải thoát, đưa chúng ta đi tới cái thức trong sáng hay không? Thì bây giờ chúng ta thấy rất nhiều cái mê tín dị đoan mà đưa con người đi tới chỗ xa đọa, đi tới chỗ thối quá, mà chúng ta vẫn nhắm mắt, vẫn làm tiếp tục mãi. Chẳng hạn như là lầu kho, mình giấy, không đa bằng giấy, rồi cái giấy tiền vàng bạc chúng ta đốt, biết là bao nhiêu đèn cầy mình kia đốt cung kính. Mà cái số tiền đèn cầy, số tiền nhang, cái nào phải lấy rút mấy dài như vậy chúng ta đem đi đốt. Nhang có con rồng, con phượng đủ thứ, đốt một cái là 15 phút nửa tiếng hồ dân mất hết. Đó là đốt gì? Đốt tiền. Mà cầm cái số tiền